này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tý giới là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành hương giới tý thức giới và tý xúc Cùng các thọ do tị xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tị giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tị giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tị xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tĩ giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tĩ giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì tánh của tĩ giới còn không có sở hữu, huống là có tĩ giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của hương giới cho đến tánh của các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, còn không có sở hữu, huống là có hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thiệt giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thiệt giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thiệt giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thiệt giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của thiệt giới còn không có sở hữu, huống là có thiệt giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, tánh của vị giới cho đến tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, còn không có sở hữu, huống là có vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.